Ô Vinh. Sao? Mày im đi. Tính ra anh hỏi em luôn á. Cái gì nữa? Tao lộn cái tập trước. Tập trước mày quen rồi. Quên. Mày có nghĩ là U23 Việt Nam có thể thắng được trong trận chung kết không? Không anh ơi, bữa Uzbekistan thắng Hàn Quốc 4-1 luôn kìa. Ê mà tính ra Hàn Quốc nó thắng mình luôn. Thì đó, cửa nào mình ăn được Uzbekistan. Vậy sao ta? Bỏ tay thôi. À, có cách. Cách gì anh? Anh biết cái ông thầy này đúng giỏi luôn. Nhưng mà mọi người phải làm theo. Giống vậy luôn, ổng kêu gì làm đó thì mới hả có cái mẹo thắng được cái thằng Uzbekistan ở trận chung kết. Được á, Mỹ Việt Nam thắng là ok hết. Làm hết luôn đúng không? Làm hết luôn. Sẵn sàng. Sẵn sàng. Ok. Bây giờ anh đưa cái số điện thoại của ổng cho em. Rồi anh đi công việc chứ giờ anh bận quá. Để em tiếp ổng cho. Ok. Vậy nha, anh đi nha. Ok. Alo, phải thầy bản không à? Tao tới luôn mày. Trời sao thầy tới nhanh vậy? Thôi. Chứ mày gọi tao lại gì? Thầy. Ừ, tao đâu phải cô giáo của mày. Cũng đúng. Ừ. Một khi mà tao đã là thầy thì tất nhiên tao có một cái siêu năng lực. Mỗi khi mà mày suy nghĩ một cái gì đó thôi là tao đã biết được. Tao đọc hết rồi, tao mới lại đây nè. Chưa về còn thấy nãy thầy rồi đó. Gì đâu nãy? Ủa sao vậy? Ghiếp nó gọi tao tới. Trời ơi, tao tưởng thầy hay lắm. Nhưng mà nói chung thì con gọi ta tới đây có việc gì? Mà khoan đi. Trước khi mình bắt đầu công việc á, con có cái thắc mắc nhỏ không muốn hỏi thầy. Tại sao thầy tên Bản vậy? Nếu mà mày thắc mắc thì tao xin trả lời mày luôn. Cái tên Bản á thì có gì đâu thắc mắc ta. Ngày xưa mày đi học á, mày phải hát một câu hát khi thầy viết bản. Đúng rồi. Tên tao đó. Hả? Họ và tên tao đó. Khi là họ đó. Thầy viết là chữ đệm, còn Bản là tên tao. Vậy luôn. Mà sao ba mẹ thầy đặt thầy tên Bản vậy? Thì ba má tao hồi xưa á muốn tao làm thầy giáo. Nhưng mà cuối cùng tao làm thầy Pháp. Ông không sao, giống như cái thầy là được rồi. Trời, mày muốn bộ mày muốn lên cái thầy Pháp bộ dễ hả? Ủa sao mới được lên thầy? Trời, mày là phải học quốc tế mày mới được lên. Ủa quốc tế chỗ nào? Quốc tế cái chỗ chữ Pháp đó ba. Chữ Pháp là nước châu Âu á. À vậy luôn hả? Hay á. Khó lắm mày mới lên được từ thầy giáo lên thầy Pháp là cả một cái công đoạn đó con. Đúng rồi, vậy là thầy là cao tay lắm luôn á. Thôi mày tào lao quá, bây giờ mày muốn cái gì? Chuyện là vậy. Thứ bảy này á, U23 Việt Nam đá chung kết cái giải U23 châu Á. Mà con sợ Việt Nam thua quá thầy. Ai cũng sợ hết đó con. Đúng rồi. Bởi vậy mới cần có ta. Bởi vậy? Đó. Nhưng mà ta nói trước cho con nghe nè. Sao thầy? Ta là một người làm có tâm. Đúng. Không bao giờ ta cần tiền. Rõ ràng con thích mấy người như thầy vậy á. Mình làm gì cái tâm mà. Đúng rồi, ai cần ba cái đồng bạc làm gì? Ai cần ba đồng bạc lẻ đúng không con? Rõ ràng thầy ơi. Làm gì cái tâm. Nhưng mà một khi á mà mình làm gì cái tâm á con. Đó. Mình suy nghĩ ra cái mẹo để cho mọi người làm đó con. Đúng rồi. Thì tự nhiên mình muốn cái tâm mình sáng là tự nhiên mình phải có cái mẹo hay hay tí. Muốn tâm sáng là sao thầy? Tâm sáng là... À rồi. Hiểu rồi. Vậy đủ sáng cho thầy. 50.000 mà sáng hả con? Ủa chưa thầy sao? Hơi tối đó. Không thèm đâu. À đèn đây chưa đủ sáng đúng không? Đèn đó hơi đèn dầu nha con. Thầy thích đèn pha đúng không? Rồi con có đèn pha rồi thầy đi. Đèn pha gì được chứ thầy? Cũng đủ rồi ha con ha. Dạ. Thì con biết đó, giống như là mình đi nhập cảnh nước ngoài thì mình cũng phải cần có một cái visa xịn xịn chứ đâu thể nào con đem chứng minh nhân dân con được. Đúng rồi. Đó thì này mới là làm visa cho con. Hay. Thầy hay á. Đó. Rồi. Bây giờ thầy chỉ cho con cái mẹo đầu tiên. Rồi. Từ từ thầy đi ra lấy đồ nghề cái. Ok. Nhanh đó thầy. Nhanh mà. Đồ nè. Đó, đồ tới. Ba này sao giúp Việt Nam thắng được thầy? Sao không mày? Mày biết cái này gì không? Cây bút. Cây bút thần kỳ đó con. Rồi, cây bút thần kỳ. Nè, cái này gì? Cây kéo. Mới dạy mày luôn á, cây kéo thần kỳ. Rồi, cây kéo thần kỳ. Còn này là gì? Đồng xu thần kỳ đúng không thầy? Không, cái đồng xu bình thường ba. Trời. Có gì đâu thần kỳ. Nó đặc biệt là nó có cái lỗ thôi. Nhưng mà vì cái lỗ này nè con. Cái lỗ đó làm sao thầy? Con có nhớ cái bài hát năm xưa không? Bài hát gì thầy? Trời mưa lầm râm, cây châm có trái, con gái có duyên, đồng tiền có lỗ, con có mấy lỗ. Gì tự nhiên giờ hỏi lỗ thầy? Là
ta lộn, nói chung là cái đồng xu này nó rất là hay, nó có một cái mặt số và một cái mặt hình, nó có thể giúp đội tuyển Việt Nam thắng. Cái đồng xu này giúp được Việt Nam thắng. Ừ. Nè, giống như giờ ta tung cái đồng xu lên. À. Con mà thấy mặt số là Uzbekistan thua. Đúng rồi. Con mà thấy mặt hình là Việt Nam thắng. À đúng rồi. Ừ, đó, giờ ta tung nha. Bùm, đó. Rồi mặt số Uzbekistan thua. Yes. Đó, thấy không? Đơn giản. Mà con thấy nó cứ sầm sàm thôi. Sàm không? Sàm. Thôi bây giờ ta chỉ con cái mẹo khác đi. Nhưng mà con cũng biết rồi đó, cần mẹo khác. À thầy cần ánh sáng cái tâm của thầy nữa đúng không? Ừ. Tâm thầy qua cái mẹo nó hơi tối tí. Nè. À, cũng đủ rồi đó con. Dạ, tâm thầy sáng quá mà. Rồi để ta đi ra lấy mấy cái dụng cụ mới, ta chỉ cho mày. À lẹ lẹ cho thầy. Ờ thầy. Nè. Cái gì vậy thầy? Cái son nè mệt quá. Ai biết, tự nhiên mới vô bành chân bành háng gì. Mày điên hả? Tao bỏ trong quần, tao đưa ra cho mày coi thôi. Ở đây làm gì? Đó, cái này là cái cây son. Nó sẽ giúp cho Việt Nam đánh được cái dấu son lịch sử. Sao đánh được? Nè, cầm đi, ngu dữa. Cái này cái gì? Cờ Việt Nam. Còn này cái gì? Cờ Uzbekistan. Đó, mày có thấy là cờ Uzbekistan nó nhiều sao hơn mình không? Đúng rồi. Đó, thì vậy thì cây son mới giúp. Con chưa hiểu lắm. Đây, để yên. Rồi đó, thắng chắc luôn. Sao thắng? Coi đi. Trời. Sao đỏ liên quan gì thầy? Tao vẽ cho mày nguyên cái sao đỏ mà còn chưa hiểu nữa. Chưa. Trong những cái ngôi sao quyền lực nhất là cái sao đỏ, tao biết tại sao không? Tại sao thầy? Tại vì hồi xưa mày đi học phải thằng sao đỏ nó dữ nhất không? À đúng rồi. Ừ, đó. Vẽ sao đỏ là ăn. Ô vậy luôn á hả? Ừ. Chà, mà nãy giờ con thấy hai mẹo rồi mà mới có một trái à. Chưa đã rồi ơi. Chưa đã nữa. Chưa, cho chắc xíu đi. Thì mày tham vừa thôi chứ mày. Thì cái gì cũng phải chắc chắn với thầy. Thì muốn chắc chắn thì à, ta tâm thầy lại muốn sáng nữa đúng không? Ừ. Đây, một chút ách đề cái thầy. Lấy của mày nhiều tao cũng vui gì đâu. Vâng, dạ vâng. Thôi để tao thôi mày ra đây luôn đi, mệt quá. Ra đây. Ờ, ok thầy. Ở cái mẹo này thì ta đòi hỏi con là phải chuẩn bị hai cái dĩa đồ ăn giống như nhau. Chi vậy thầy? Sao mày hỏi nhiều quá, mày nghe đi. Ờ rồi. Hai cái dĩa đồ ăn phải giống nhau nha. Ok. Ờ, không được ăn gian nha. Đó, tao dặn rồi nha. Để coi, có tính công bằng ở đây. À. Hai dĩa y chang nhau cho tao. Ủa mà để chi vậy thầy? Sao mày hỏi nhiều quá vậy? Đó, mày biết chú Bạch Tuộc Bon không? Dạ biết. Ừ. Ngày xưa là chú đậu với cái hũ mà có cái cờ của nước nào là lúc đó giành chiến thắng. Dạ đúng rồi. Ừ. Đó thì bây giờ mình cũng áp dụng với chú chó nhà của con đó. Cá ca thầy. Ừ. Trời, tụi con thân nhau lắm. Ủa sao sao thân? Tụi con cơm chung nhau hoài à. Thôi. Đó, mình chuẩn bị hai cái dĩa này. Cái mình chuẩn bị hai lá cờ. Đó. Cờ Việt Nam mình để ở đây. Còn cờ Uzbekistan mình để ở đây. Đó. Rồi khi mà chú chó ăn cái dĩa nào thì là đội đó giành chiến thắng. Ủa mà thí dụ như nó ăn chung cái dĩa của Uzbekistan sao thầy? Tao biết thế nào mày cũng hỏi vậy. Nãy tao nói mày gì? Phải có tính công bằng. Ừ, phải có tính công bằng. Thì đó, mình phải công bằng. Đó, mình mở lấy cái lá cờ cái hình giống vô. Trời, được luôn hả? Ừ, công bằng chưa? Công bằng rồi đó. Rồi, rồi, ăn đi con. Dĩa nào cũng được. Dĩa nào cũng ăn mà. Được chưa? Được mà chưa chắc lắm thầy ơi. Mày quái vậy? Vụ gì nữa? Thì bây giờ cái gì cũng phải chắc chắn chứ. Chưa chắc nữa hả? Chưa. Mẹo khác nữa phải không? Mẹo khác nữa. Bây giờ là giống như là gần như là cái thiệt chiêu của tao rồi. Thiệt chiêu gì thầy? Cầu mưa. Cầu mưa liên quan gì? Khi nào mà mưa là Việt Nam sẽ thắng. Ủa vậy luôn? Ừ. Mà mày phải làm cho tao nha. Hơi. Hơi. Ừ. Rồi. Ừ. Đi ba. Ồ, phải nhắm mắt nữa hả? Phải nhắm mắt nữa. À rồi rồi, để con nhắm mắt. Ôi trời, con thấy mưa rồi nè. Ừ, mưa mà. Trời ơi, mát thiệt á. Việt Nam ăn chắc rồi đúng không con? Đúng rồi, đúng rồi. Mở mắt ra đi, hết mưa. Ủa? Trời, thầy ớn không? Thầy tiếc luôn hả? Mày thấy ớn không? Ghê á. Làm lại đi, tao làm mưa mày coi. Rồi, ok luôn. Nhắm mắt đúng không? Nhắm mắt.
Thôi, vui lớn hơn luôn rồi thầy ơi. Cái này tao cầu bảo luôn còn được. Thôi, tao thấy thầy giỏi ghê luôn á. Trời chứ sao, Việt Nam lần này là thắng lớn như là bảo luôn. Trời đã rồi nha. Ừ. Ăn 5-6 trái được rồi. Ăn là phải ăn cỡ đó là vừa lại là vừa. Ừ, đừng ăn nhiều quá, người ta nói mình hôi lông. Là con hết hồn. Làm sao mà mình thua được. Mấy cái này không giỡn được đâu. Ừ, ổn vô, ổn vô. Ổn rồi, con yên tâm rồi đó. Yên tâm rồi hả? Yên tâm rồi. Có gì lát thanh toán hợp đồng cho thầy nha. Được, được. Chuyện nhỏ mà. Nói anh riết đi. Thầy đi ạ. Dạ, cảm ơn thầy nha. Trời ơi, tao cứu nhân độ thế, ba tiền lẻ mày ai xem lấy là chủ mày ai bắt rồi. Thầy đi cẩn thận cái thầy.